Ngày 9 tháng 5 tại Hà Nội diễn ra khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 của Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục Chính trị, trưởng ban tổ chức, dự và chỉ đạo. Dự hội thi có 32 thí sinh là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư từ chi bộ đến cấp ủy cơ sở, cán bộ sĩ quan được phân công giảng dạy chính trị tại các cơ quan đơn vị. Diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 5, hội thi gồm 3 nội dung: soạn bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử, thi kiến thức, thực hành giảng bài kết hợp xử lý tình huống sư phạm, tập trung quán triệt các chuyên đề nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, các tình huống công tác tư tưởng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Ngọc Anh nhấn mạnh, công tác giáo dục chính trị có ý nghĩa quyết định đến việc củng cố trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của bộ đội. Trong đó, đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị có vị trí, vai trò rất quan trọng, là nòng cốt trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại cơ quan đơn vị. Nội dung tham gia hội thi của các thí sinh thì cũng khá là phong phú hơn so với những cái hội thi lần trước. Thể hiện ở cái việc là ngoài những cái nội dung mà giảng dạy về nghị quyết, về các chuyên đề giáo dục chính trị cho các đối tượng, thì các thí sinh còn giảng các chuyên đề mà do các đơn vị tự biên soạn. Thế sau đó là thi cái phần nhận thức chung thì cũng hoàn toàn là ở trên máy vi tính, tự động chấm điểm. Được sự phân công của cấp ủy chỉ huy ban phụ nữ quân đội cử tôi tham gia cuộc thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi của cơ quan tổng cục chính trị năm 2023. Cá nhân tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên đã tích cực trong quá trình nghiên cứu, biên soạn bài giảng đúng quy chế của hội thi, nỗ lực rèn luyện để làm sao phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Kết quả hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý, thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời gian tới. Sau khai mạc, các thí sinh đã thực hiện phần thi nhận thức chung trên máy tính.